Em thấy cái phần nước sôi già như vậy rồi, chúng ta sẽ cho cái phần dồi trường này vào. Em cắt trước khi em cho vào thì có được không? Có nên không? Được, nhưng mà nó sẽ không có ngon. Em sẽ mài cái củ cải trắng này để chúng ta làm cái sốt ha. Tại sao mình không xay nhuyễn ra mà mình phải bào như vậy? À, mình xay thì nó mới ngon bằng bào nữa nè. Xin mời quý vị. Cái gì nó không hề quá mặn, mà cái miếng bò nó rất là mềm. Cái độ mềm của miếng bò nó mình ăn vô cái nó cảm giác là nó tan ở trong miệng luôn vậy đó. Cái đặc trưng của món ăn này là Linh ăn vô Linh cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Cảm giác giống như là Linh đang được ngồi trong một cái nhà hàng 5 sao của Nhật vậy đó. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.